Dạ vâng ạ, xin chào tất cả mọi người nhé và chào mừng mọi người đã đến với video tiếp theo. Và tiếp tục thì trong video ngày hôm nay thì em cũng sẽ lại gửi đến cho cả nhà mình, đó là các mẫu đồng hồ chính hãng của Nhật, Thụy Sĩ. Ngày hôm nay thì sẽ có các mẫu của Bonigatti này, Red Tiger, Caniban, Citizen và một vài thương hiệu khác nữa. Và mọi người yêu thích ở phiên bản đồng hồ nào thì các anh chị có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo của em, đó là số 085858 từ quý 2, hoặc có thể để dưới phần comment bình luận. Và mọi người đừng quên cho em xin các lượt thả like cũng như là các lượt follow kênh nhé. Vâng ạ, và hôm nay thì em sẽ lên luôn với mã sản phẩm đầu tiên cho cả nhà mình luôn, bởi vì đây là một cái bản mà em mới đấu về mà nó rất rất đẹp, rất là xuất sắc luôn, đẹp lắm luôn ấy, bởi vì là nhìn thì rất là đơn giản, thế nhưng mà khi mà một người đeo lên tay ý, thì nhìn trong nó lại cực kỳ là đẹp và rất là sang nhá. Với bản Citizen này thì em có về là full hộp này, đó, có sổ sách đầy đủ luôn, nó còn có cả một cái nắp hộp ở vị trí phía bên trên nữa cơ. Đây là một mẫu Citizen 3 kim. Bản này có ô cửa sổ lịch ở vị trí góc 6 giờ. Và phiên bản này là phiên bản pin. Đó, đây mọi người có thể quan sát mặt trước này, mặt sau này. Độ chống nước của nó sẽ là 13. Mã số hiệu sản phẩm đi kèm đầy đủ. Và mẫu này là mới nguyên, chưa qua sử dụng mọi người nhé. Size mặt ở phiên bản này sẽ là size 41.6. Càng của phiên bản này là 49.8. Mẫu này dành đến cho các anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu ấy, thì mọi người sẽ đeo rất là ok. Mặt đồng hồ đẹp này, màu đen này, nó trải vân bên trong. Cái này phải nhìn ngoài cơ, thì khi mà mọi người đeo lên tay với hai cái gam màu, đó là còn màu gam màu mặt đen với cả dây thép trắng ấy, thì mọi người lên tay nó sẽ rất là xuất sắc luôn. Em thực sự không biết tả như thế nào, nhưng mà khi mà lên tay nó đẹp lắm ấy, nhưng ngoài nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Đó, mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình đó là 2.500.000. 2.500.000 và mẫu này sẽ ở mã hàng đầu tiên, đó là mã 191. Tiếp theo di chuyển sang ở mã 192. Đối với phiên bản 192 thì em sẽ lên cho cả nhà mình 192. Đó là mẫu của Caniban. Em có về lại mẫu này rồi này. Nếu anh chị nào mọi người thích với các cái dòng của Caniban thì đây là một cái sự lựa chọn cho mọi người, bởi vì nó mỗi một mẫu nó lại có một cái nét đẹp riêng ấy. Trong các bộ sưu tập của Caniban thì nó sẽ có một cái dòng nó giống cái form của Aqua Nautilus này, nó giống với cả của dòng Nautilus. Ở phiên bản này thì cũng form kiểu như vậy thôi, nhưng mọi người thấy là mặt bên trong này nó sẽ có trải vân nhá, mọi người đúng không ạ? Cái đường trải vân này trải đều có cái đường vân, và ở bên trong này nó sẽ là cái cọc đá, tức là nó sẽ vừa là cọc đá nó được ghim chấu, thứ hai nữa là nó sẽ đều có ở đây, nó chính là cái cọc số La Mã đấy, nó sẽ có đều có cả cọc số La Mã nữa, và nó có một lịch ở vị trí, đó là vị trí góc 3 giờ. Mặt trải đều đường vân này, automatic kính sapphire crystal song nguyên khối nhá, và nó giúp cho đồng hồ chống trời chống xước rất là tốt. Đây là một cái phiên bản mà của hãng mới ra mắt đó, mới cập nhật luôn ở phiên bản này, mọi người thấy không ạ? Rất đẹp. Cái chi tiết niềng đá này mọi người cũng thấy này, các cái đá này nó là các cái đá baguette, đá ống, và nó sẽ được sắp xếp rất là chi tiết đấy, tỉ mỉ nhá. Nó sẽ nằm ở giữa của cái phần kính này, nhưng mà cái ở đây ấy, mọi người nhìn nhá, cái kính này ở đây có phần viền kính nhá, sau đó một cái phần viền bezel một chút xíu ở bên ngoài này nữa, nó tạo thành một cái ô vuông đúng không ạ? Sau đó nó sẽ nằm giữa, chứ nó không phải là giữa luôn kính đâu. Đó, đây nó sẽ nằm ở giữa của cái phần viền này với cả cái phần viền bezel phía bên ngoài này, nên là nó rất là chắc chắn. Mọi người thấy nó nằm ở phía bên trong rồi và rất là phẳng, nên là kể cả như là mọi người có đeo mà có lớp va quyệt vào đâu đó ấy, nó cũng sẽ không bị dỉa đá được. Đó thì nó rất là hay là như vậy. Đây là mẫu vừa là cơ tự động và vừa có cả trợ cót tay đi kèm. Đấy thì em sẽ lên một vài vòng cót. Các anh chị thấy là nó đang chạy và nó đang hoạt động rồi. Đây là núm này, còn nguyên cả siêu nhá. Dây thép đúc thì nó cũng sẽ vừa là phay xước. Đúng không ạ? Vừa phay xước này. Đấy, dây này. Chốt khóa này. Mặt sau này. Bản này thì nó sẽ có module máy đó là NH35A. Và nó sử dụng đó chính là dòng máy của Seiko. Thì dòng máy của Seiko thì mọi người đều biết rồi, nó là các cái dòng máy mà huyền thoại. Cái độ chuẩn chính xác giờ của nó rất là cao, độ bền của nó tốt, thời gian tích cóp tối đa lên đến 38 tiếng đồng hồ. Và nó có 24 chân kính, nó hơn hẳn so với dòng máy Mi đấy. Dạ vâng, nó cái chân kính của nó càng cao ấy thì cái độ chuẩn chính xác giờ của nó càng ok. Đấy, và tích cóp của nó tốt. Mọi người thấy dây thép này, cái này phải bóc hết siêu ra ấy, thì mọi người sẽ thấy là cái đường thép của nó nhá, nó làm đẹp kinh khủng luôn. Ở đây thì nó sẽ có một cái tem, đó là kính sapphire Epoch Moment, độ chống nước
stainless steel, đúng không ạ? Thép không gỉ. Mẫu này có size mặt, nếu mà không tính tai thì nó sẽ là 39, còn nếu mà tính cả cái tai này của nó sẽ là 41.2. Càng của phiên bản này là 49.2. Và mẫu này dành đến cho các anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu. Một cái màu trắng. Bản này là 4.150.000 nhá. Dạ vâng. Với bản Caliba này, đấy thì anh chị nào mọi người yêu thích ở phiên bản này thì các anh chị mọi người inbox cho em qua số hotline em đã có ghi ở trên màn hình. Dạ vâng, 4.150.000. Hộp sổ sách đầy đủ, mới nguyên zin chưa qua sử dụng. Bản này phải nói thật sự rất rất đẹp. Tiếp theo di chuyển bản này sẽ ở mã 192. Tiếp theo di chuyển sang ở mã 193. Phiên bản 193 thì em sẽ lên cho cả nhà mình, đó là mẫu của Bonegatti. Về cái thương hiệu Bonegatti thì mọi người cũng đều biết đến cái thương hiệu này đúng không ạ? Nó rất là nổi tiếng với các cái thiết kế nó giống như là của các cái mô hình siêu xe thể thao ấy. Tức là bởi vì họ lấy ý tưởng từ những chiếc siêu xe thể thao, nên là khi mà mình đeo lên tay nó có một cái cảm giác gì đó, nó rất là khỏe khoắn, đầm tay, nam tính, mạnh mẽ. Ở phiên bản Bonet này sẽ được tặng kèm thêm một cái mô hình siêu xe thể thao Lamborghini màu vàng. Dạ vâng. Thì cái này mọi người có thể là để trưng ở tủ kính, hoặc là các anh chị mọi người có thể là mang đi tặng cũng sẽ rất là ok. Mẫu lần này thì em có về cho cả nhà mình ở phiên bản này, đó là mẫu Bonegatti 2 kim. Mẫu này cũng là vừa là cơ tự động, vừa có cả trợ có tay đi kèm nhá. Đây em sẽ lên một vài cái vòng có tay này. Thì mọi người thấy không ạ? Nó đang chạy và nó đang hoạt động. Kính sapphire và nó được phủ thêm cả một lớp ALU chống chói ở vị trí phía bên trên. Bên trong ấy, để soi giác quan cho cả nhà mình. Thì buổi tối này nó sẽ có dạng quang ở phần kim giờ kim phút, và nó nằm một cái mặt đồng hồ phía bên trên nhá. Còn phía dưới này thì nó sẽ vẫn làm theo phong cách skeleton và nó có lộ bộ tim. Đấy, đây mọi người thấy này. Rất là đẹp. Mà cái phiên bản này nó không chỉ dừng lại ở cái thiết kế đẹp nữa, mà nó còn có cả một cái viền ở đây mọi người thấy không ạ? Đó, một cái viền ở đây này, nó làm kiểu dạng như là nó lộ cạnh sườn ấy, nó làm theo kiểu dạng như một cái kiểu kính trong suốt ấy, nhìn trông nó sẽ rất là đẹp. Khi mọi người nhìn nghiêng này, các chị vẫn có thể quan sát được các cái chi tiết ở bên trong của bộ máy. Đấy, bạn nhìn cho nó rất là thoát cái đồng hồ nhá mọi người này. Nhìn cho nó thoáng ấy, trông như thế nào hơi khó dễ tả, nhưng mà nó đẹp lắm ấy. Đây là viền niềng này thì nó sẽ có các cái viền niềng khứa này. Đó, và các cái phần thông số nó sẽ đều được chuyển. Đây là phần viền cạnh thì nó làm theo kiểu dạng như là phay xước. Đấy, phay xước nha. Và nó có các cái đường chỉ này, nó sẽ làm ẩn chìm xuống phía dưới. Núm này, có logo. Đằng sau đáy đây thì nó sẽ có ghi đó là độ chống nước là 3 ATM này, Bonegatti. Bản này mang mã số hiệu đó là BG5101 Stainless. Với bộ dây của phiên bản này thì sẽ sử dụng đó chính là một cái bộ dây silicone. Với độ đàn hồi của nó rất là tốt, ôm tay và nó không bị mùi giống như dây da. Cái này mọi người thấy không? Dây của hãng này, em uốn này, uốn nhá, uốn này, cong này, đó, dây này, chốt khóa này. Đấy, nó sẽ rất là đẹp luôn đúng không ạ? Đây, Bonegatti. Với phiên bản này thì dây chốt khóa đẹp, silicone ôm tay và nó không bị mùi. Đeo lên tay nó nhìn trông nó rất là trẻ trung. Và size mặt ở bản này là size 43.6. Càng của phiên bản này là 52.4 nhá. Đó, và mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình đó là 5.200.000. Mới nguyên, full box, được tặng kèm thêm một cái mô hình siêu xe thể thao. Cái hộp của nó to lắm. Và em sẽ để giấy tờ ở bên cái ngăn dưới nhỏ nhỏ này này. Đấy, thì mọi người về thì các anh chị sẽ mở cái ngăn nhỏ nhỏ đó ra giúp em nhá. Mã 193. Tiếp theo sang ở mã 194. Đối với phiên bản 194 thì em sẽ lên cho cả nhà mình đó là một cái mẫu của Dufa. Đây là mẫu của Dufa. Thì cái mẫu Dufa lần này em về cho cả nhà mình ở bản này là bản 3 kim. Bản này là bản pin kim trôi nhá mọi người nhá. Nó không phải cơ đâu, nhưng mọi người thấy không ạ? Nó có cái kim trôi này. Và để có những cái mẫu mà dòng 3 kim mà kim trôi như thế này thì em tự tin để mà nói với cả nhà mình là nó rất là ít luôn. Thường ấy thì nếu như cái dòng kim trôi thì đa số nó là 6 kim, nhưng mà ở các bản mà đơn giản form đẹp như thế này mà kim trôi này thì nó ít, nó không có mấy. Dufa thì nó là một cái thương hiệu đến từ Đức và nó sẽ có dòng chữ đó là Made in Germany. Đó, bản này thì 3 kim, kim phay xước, pin kim trôi. Cái này là cái bụi ấy. Để em sẽ lau qua một chút xíu.
Cái này thì em sẽ lau vệ sinh sạch sẽ lại, sau đó thì em sẽ gửi đơn nên mọi người hoàn toàn là yên tâm. Form kiểu dáng nó giống với cả của Vacheron Constantin. Đấy, viền phay xước sáng bóng sẽ kết hợp với nhau. Núm này, green jean này, dây này, chốt khóa này, mặt trước nhé, mặt sau. Made in Germany, all stainless steel. Đấy, mã của nó sẽ là DF9037. Với phiên bản này thì sẽ có size mặt, đó là size 39. Càng của phiên bản này là 46.7. Bản này dành đến cho các anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu là mọi người sẽ đeo ok. Đấy, như cổ tay của em đây. Đó, form của Vacheron. Phải nói thật sự là cực kỳ đẹp mà dây dài. Tất nhiên là với mẫu này thì cũng đã qua sử dụng rồi, thế nhưng mà độ mới của nó cũng còn rất là ok. Thế cho nên là mọi người hoàn toàn là yên tâm thoải mái sử dụng. Vì cái phay xước như thế này nhá, kể cả có xước răm nhỏ nhỏ cũng sẽ không lộ đây mọi người thấy đây, cũng không lộ đúng không ạ? Ở bàn em đang để cho cả nhà mình đó là 2,5 triệu, 2,500,000. Đây là phiên bản pin kim trôi, full hộp nhá. Tiếp theo, bản này sẽ ở mã 194. Tiếp theo sang ở mã 195. Phiên bản 195 thì em lên cho cả nhà mình đó là mẫu của Citizen. Cái bản Citizen này em cũng có đối với cho cả nhà mình là full hộp. Full hộp sổ đầy đủ. Đấy, đây là bản Citizen của dòng Citizen 7. Nó có 3 kim, 2 ô cửa sổ lịch. Thì nó sẽ có lịch thứ với cả lịch ngày ở vị trí góc 12 và 3 giờ. Mặt bên trong này, nó trải đều các cái đường vân này. Đấy, viền này, cạnh núm này, cái cạnh viền ở đây mọi người này. Đấy, nó sẽ làm theo kiểu dạng sáng bóng này. Sau đó là nó sẽ là phay xước này, núm này, mặt trước này, mặt sau, Citizen. Module máy của phiên bản này sẽ là máy 8200. Đấy, với độ chống nước của nó sẽ là 53. Máy 8200 Japan mode. Máy của Citizen. Đây là dây. Đó, tag mark của nó thì nó cũng sẽ có đầy đủ nhá. Thì ở đây sẽ có, đây là mã check của nó sẽ là NH8390-20L này. Bộ máy là máy Can 8200 của Citizen. Mẫu này đẹp lắm mà thanh lịch ấy, bởi vì là thiết kế kiểu dạng mặt xanh, sau đó là viền thép trắng nữa. Size 40 và càng của mẫu này là 47. Bản này sẽ dành cho các anh nam tay vừa và hơi to to một chút xíu. Cái này tầm tay 17 trở lên là mọi người sẽ đeo rất đẹp luôn. Cái này có thể đeo đi làm, đeo đi chơi. Nhìn ở ngoài nó sẽ sáng da của mình lắm nhá. Bởi vì em đang quay cái thời điểm lúc này nó đang là ban ngày, nó có kiểu ánh nắng nó chiếu vào nên là đâm ra là nhìn nó sẽ hơi bị xỉn một chút. Nhưng mà ở ngoài nó sẽ đẹp lắm. Mọi người cứ mở ra các anh chị kiểm tra hàng trước khi thanh toán, thì sau đó là các anh chị thanh toán cho shipper thì mọi người sẽ thấy là nó đẹp xuất sắc như thế nào. Và ở phiên bản này thì em cũng đang để cho cả nhà mình đó là 4,5 triệu, 4,500,000. Bản này sẽ ở mã 195. 4,5 triệu, mã 195. Nếu mà mọi người mua các cái mẫu này tại các cửa hàng, tại các store thì giá của nó sẽ cũng phải dao động rơi vào tầm hơn 8 triệu một phiên bản. Và cũng khá là cao, cũng không hề rẻ một chút nào cả. Bởi vì nó là cái dòng gen 7 với cả nó tùy vào từng màu mặt nữa. Tiếp theo sang ở mã 196. 196 thì đem còn bản cơ này. Đem lên nước bản cơ này đi. Bản cơ này là bản cơ của Red Tiger. Cái mẫu size nhỏ nhỏ thì này thì em đã về lại rồi nhá. Thì nếu hôm trước anh chị nào có dặn em ở mẫu size nhỏ nhỏ này thì các anh chị mọi người nhắn lại cho em. Vì thường ấy thì Red Tiger đa số là sẽ là các cái size to. Mọi người nhớ hôm trước em lên cái bản mà kính cong 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 không ạ? Thì nó cũng là một cái size to, độc lạ dành cho anh nam tay vừa và hơi to. Thế còn về của Red Tiger thì có mỗi cái mẫu này. Em thấy là mỗi mẫu này là cái size nhỏ nhất thôi. Mà nó cũng rất là đẹp và rất độc lạ. Đây là mẫu mà nó sẽ làm theo phong cách skeleton. Tức là nó lấy cái bộ máy để nó tạo thành cái đai của mặt đồng hồ. Bên trong này, nó sẽ có một cái vòng tròn chữ cót. Có kim giờ, kim phút, kim giây này. Lộ cơ, lộ tim ở vị trí góc 6 giờ này. Đấy, và ở đây thì mọi người thấy là ở các cái phần đầu cọc số này, nó sẽ có các cái hình chấm chấm. Đấy, chấm đá chấm ở bên trong nha. Đấy, ở phần đầu cọc số này. Rất là đẹp, kim, thanh, mảnh. Kính sapphire và nó sẽ giúp cho cái đồng hồ chống chảy chống xước rất là tốt. Coi như mình nhìn được cả tất cả toàn bộ cái bộ máy của nó luôn. Aztec, tức là nghệ thuật đấy ạ. Đấy, đằng sau đáy này, bộ máy này. Độ chống nước là 50 TM nhá. Kính sapphire. Kính sapphire và mã check của nó sẽ là RGA1917. Dây da đẹp. Dây này là dây handmade luôn.
Đó, dây da rất là đẹp, màu nâu, dây handmade. Thì với cái bộ dây handmade ấy, nó rất là bền. Mà các cái đường chỉ của nó nhìn trong khi mà người ta khâu tay ấy, nhìn cho nó sẽ rất là đẹp. Size 40 và càng của mẫu này là 45.5. Bạn này dành đến cho các anh nam tay vừa và nhỏ, hơi to có thể đeo được. Cái này nhìn ngoài nó sẽ rất là sáng. Vì là cái màu này nó không phải màu vàng hồng đâu. Nó cũng không phải là vàng sâm panh. Nó màu đậm hơn màu sáng hơn màu vàng hồng một chút. Nhưng mà đeo lên tay đẹp lắm, gần như là ai cũng đeo được hết ấy. Chứ nó không kén ra tay một chút nào. Đó, và mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình đó là 3.950.000. 3.950.000 nhá, full hộp, giấy tờ sổ sách đầy đủ, mã 196. Tiếp theo sang ở mã 197. 197 thì sẽ là mẫu của, đây là của Jacques Le Mans, thương hiệu của Áo. Thì đối với thương hiệu của Áo thì em cũng đã có về với các cái mẫu của Jacques Le Mans rồi, như là đợt trước là về là bản 6 kim, thì hôm nay em có đấu về cho cả nhà mình mẫu này. Hơi tiếc là nó không có hộp. Nó không phải hộp đâu, nó chỉ về nguyên đồng hồ thôi. Nhưng mà em sẽ để vào cái hộp đỏ bên em cho mọi người yên tâm. Thì ở đây nó sẽ là bản pin 3 kim. Đấy, và có dòng chữ đó là Kevin Costner. Tức là diễn viên điện ảnh người Áo thì phải, và ông là người đại diện cho cái thương hiệu của Jacques Le Mans này. Nên là xuyên suốt trong tất cả các mẫu của Jacques Le Mans thì đều sẽ có tên của Kevin Costner. 3 kim nhá, lịch ở vị trí góc 3 giờ này, màu mặt trắng đẹp. Cái bản này thì nó sẽ có một cái màu vàng, đó chính là cái màu vàng của vàng sâm panh, chứ nó không phải là màu vàng của theo kiểu dạng như là vàng gold hẳn. Đấy, vàng của vàng sâm panh. Và đây mọi người thấy dây này, nó sẽ là cái đường chỉ ngang rất là đẹp, chốt khóa nguyên zin. Ở đây nó sẽ có một cái giá tag của nó ở đây. Nó có đầy đủ nhá. Gold này. Đây là mã này. Giá của nó là 48.000 yên, tức là nó tương đương với tổng khoảng độ hơn 8 triệu. Đấy, và bản này thì em đấu được giá nó rất là tốt, bởi vì là hàng đấu giá thì nó sẽ tùy vào từng phiên. Và mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình đó là 1.950.000. 1.950.000 và mẫu này sẽ ở mã 197. Tiếp theo sang ở mã 198 và cũng là mã hàng cuối cùng ở trong video ngày hôm nay, thì đó chính là phiên bản của Lionheart, trái tim của sư tử, đúng không ạ? Dạ vâng, nó là một cái bản pin. Mẫu này thì cũng mới nguyên, cũng chưa qua sử dụng, nhưng mà trước này cũng không có về hộp. Cái này thì em cũng sẽ gửi vào cái hộp đỏ của bên nhà em nhé. Đây là bản kim rốn, lịch ở vị trí góc 3 giờ, cọc số học trò, thiết kế đẹp. Em lau qua các cái phần viền. Đây. Viền, cạnh, núm này. Đấy, dây này, nó còn nguyên zin luôn. Mặt trước này, mặt sau. Mã thì sẽ viền. Cái này là chưa qua sử dụng đâu, nhưng mà do kiểu như là nó không có hộp ý, thì cho nên là để từ cái đồng hồ nọ nó chạm vào đồng hồ kia thì nó cũng có một vài cái vết xước răm nhỏ. Cái này thì thực sự là không thể tránh khỏi được, nhưng mà nó vết xước răm nhỏ thôi, không lộ lắm, vì là gọi là soi kỹ thì mới thấy, chứ còn nếu mà để bình thường thì cũng không thấy rõ đâu mọi người nhé. Sao bản đầu bản này là size 40, càng của phiên bản này là 45.2, độ mỏng của nó là 8.8. Và bản này dành đến cho các anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu. Thì mẫu này em cũng để luôn, kỷ niệm luôn cho cả nhà mình ở mẫu này luôn nhá. Đó là 1.800.000, mã 198 luôn. 1.800.000, mã 198. Và cũng là mã hàng cuối cùng ở trong video ngày hôm nay. Thì em cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã dành nhiều thời gian để có thể theo dõi hết video của em. Và mọi người yêu thích ở mã hàng sản phẩm nào thì các anh chị có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo, đó là số 0858584 2, hoặc có thể để dưới phần comment bình luận. Dạ vâng, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở trong video tiếp theo. Và mọi người đừng quên cho em xin các lượt thả like cũng như là các lượt follow kênh nhé. Và hiện tại thì bên em đang có cửa hàng ở tại 322 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Thì nếu mọi người có thời gian rảnh thì các anh chị có thể ghé qua trực tiếp cửa hàng để có thể thử lên tay những mẫu mà mình ưng ý nhất. Còn nếu mọi người mà ở xa thì bên em vẫn sẽ có ship code toàn quốc, và mọi người đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, và tất cả sản phẩm bên em đều cam kết hàng chuẩn chính hãng, nên mọi người hoàn toàn yên tâm. Dạ vâng, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ạ.